Điều riêng của mỗi người mà. Anh ở đây với bố mẹ với anh chị em đầy đủ ha anh? Dạ. Còn bố bạn trai của em thì như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi, nói chung là bạn trai em mà nói chung đi tới chỗ nào mà hoạt bát vui vẻ là được, hòa đồng với mọi người cũng như em vậy đó. Em đi tới đâu là cái loại hoạt náo viên ở đó. Thầy giáo tao lịch sự ơi. Hình như em cảm thấy là anh ít nói không? Đấy đúng rồi, không sôi nổi. Tại vì anh học cái ngành khoa học công nghệ thì nó thì ở trong phòng phân tích á, nó hơi khô khan và ít tiếp xúc với nhiều người. Mà nhiều khi em nóng quá, anh có dung hòa được cái tính đó của em không? Cái đấy chắc được. Tại vì em quen á, có một số người á, nói là bạn bè hay là gia đình những gì đó, mày nóng quá không ai chịu nổi mày hết, hay là mày khó tính quá. Còn đôi khi anh hỏi em là đôi khi em có hay ghen không? Em cái đó là em số 1 luôn. Nếu mà bạn trai em mà không có rõ ràng trong cái mối quan hệ á, là em sẽ hỏi tới cùng. Cho nên là em mong cái người bạn trai của mình á sẽ chia sẻ với em những cái gì mà cái quan điểm, hay là những cái gì mà có những cái bạn khác giới này kia. Đôi khi nếu có trường hợp này thì em có ghen, ví dụ như là em thích một anh chàng nào đấy ở trong xóm, mà bây giờ cái anh nhờ một cô nào đó chở đi quá ga về nhà, thì em có phân biệt được những chuyện đấy không? Ví dụ như mà lâu quá, tình cờ đó, thì mình quá gian về thì không sao. Nhưng mà nếu mà cái vấn đề nó cứ mỗi ngày là có chuyện với em á. Dạ, dạ. Không, cái gì thì nó vượt đèn đỏ quá thì là không tốt rồi. Còn cái, khi nào mà người ta bật đèn xanh thì mình nghĩ là làm cái vấn đề đấy thôi. Dạ, nhiều khi mấy anh nó đâu có bật đèn xanh cho mình thấy đâu anh. Giấu hay lắm. Khi con người ta thì đôi khi nhiều người người ta đắp mặt nạ để sống mà. Dạ, đúng rồi. Hay quá, có cái câu đắp mặt nạ để sống, nghe thầy giáo nói được vô liền. Ít nói mà nói câu nào cũng chắc cú câu đó ha. Rồi nãy giờ thì nghe hai bạn nói chuyện ha, thì cũng có thể hiểu được thêm được cái suy nghĩ tính cách của nhau. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Em gái của em, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bố em. Ồ, thế bây giờ mình sẽ mời người thân vào để mình hỏi thăm ý kiến của người thân như thế nào nha. Rồi, dạ con mời bác vô đây ạ. Mời em vô đây. Dạ cháu chào bác ạ. Rồi, ngồi dưới ghế đi em nha. Bên trái. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu về bản thân mình nha. Mời em trai giới thiệu trước nè. Xin chào quý vị các bạn. Xin chào chị Cát Tường. Xin chào bạn gái bên kia. Xin giới thiệu, em tên là Đào Xuân Hiệp. Năm nay em 33 tuổi. Em học tốt nghiệp kỹ sư hóa Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ra trường năm 2011. Hiện tại em làm công việc gì? Dạ em đang bán hàng tạp hóa tại nhà. Trời ơi, sao học ra quá trời, họ bán hàng tạp hóa tại nhà. Không có đi làm à? Hồi trước học ra có đi làm không? Dạ thưa chị, em có đi dạy hợp đồng môn hóa về hóa học. Dạ, em dạy trung cấp và trợ giảng cao đẳng. Rồi bây giờ sao, tại sao không dạy nữa? Em bán hàng tại nhà thì có vẻ nó tự chủ hơn. Có nghĩa là cái gì mà kinh tế ổn định là mình sẽ chọn thôi đúng không em? Dạ vâng. Mình học để mình có thêm kiến thức à, nhưng mà rồi ra đời thì nó xã hội đẩy đưa ha, công việc xô đẩy ha. Tập quá lớn không, bán gì trong đó? Dạ bán tập, rồi là bút, rồi là xà bông, nhiều mặt hàng tập. À rồi, nhà mình đang ở hiện tại bán ở đâu? Thì chị Đắc Tường là nhà em ở quận 9. Quận 9. Dạ. Rồi mình đang sống với ai trong nhà? Dạ thưa bố mẹ và em gái. Là hai anh em thôi, mình là anh lớn. Dạ vâng. Vâng. Nhà đã thúc lấy vợ chưa? Dạ cũng có biểu hiện tình trạng là cũng lo lắng. Có biểu hiện tình trạng lo lắng. Rồi ok. Tới phiên em gái giới thiệu nè. Dạ em chào chị Cát Tường. Em chào chương trình. Em tên là Tuyết Nhung. Hôm nay em 32 tuổi. Hiện tại em đang làm tại thống kê cho một công ty gỗ ở Thủ Đức. À, Thủ Đức với quận 9 thì cũng gần ha. Dạ. Băng qua cái ngã tư ha. Rồi nhưng mà mình đang sống ở đó với ai? Dạ em thì em ở nhà với gia đình em, ba mẹ với lại em với lại chị. Nói chung là cả đội đại gia đình đều ở trong nhà hết. Chú ai lập gia đình hết hả mấy anh? Dạ có em gái lập gia đình rồi. Đình rồi xong ngược vậy rồi nhà nôn nóng chưa? Hai chị em lớn là nhà nôn chưa? Dạ thì bình thường thì ba mẹ không có nhắc tới, nhưng mà mỗi lần mà Tết nhất tới là ba với mẹ lại ca cái bài ca đó. Ca chắc bữa giờ cũng chú nhiều năm. Dạ. Rồi ha. Bây giờ là điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm mạnh của em á là thường em cũng hay thích ca hát. Còn điểm yếu của em á thì em nhiều điểm yếu lắm, hay nóng tính, em không có kiềm chế được cái bản thân mình á. Dạ bây giờ hát bài hát cho nó xôm lên, cho tinh nó vui lên coi nè.
Em rung quá cho nên là em chỉ chuẩn bị có một đoạn thôi. Rồi, một đoạn cũng được. Vỗ tay em ơi. Dạ, em xin hát ca khúc Nhạc Nước Ngoài của chị Mỹ Tâm hát, đó là bài Nhé Anh. Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời. Ôi tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa. Mối tình ta mãi vẫn chung đôi trên lối về. Rồi, sao cảm nhận giọng hát của bạn gái như thế nào? Bạn nói trong cao, trong cao rất tốt, rất tốt, rất tốt. Dạ. Mình biết hát không? Dạ không, em chỉ đi dạy hóa thì đôi khi em hay đọc thơ hay là câu thần chú gì cho học sinh dễ nhớ hóa. Đọc cái thần chú gì coi, trò tôi xưa tôi sợ cái môn quá nó nhất luôn, ám ảnh cuộc đời tôi lắm luôn. Rồi đọc thử câu thần chú coi. Ông say xưa tác phẩm là Don Quixote nhóm 6, là ông là oxy, say là lưu huỳnh, xưa là xê đen, táp là tê lu, phở là phở pho, phải chi bé yêu anh là phải là phở lo, chi là phở lo, bé là một ôm, yêu là iốt, còn anh là atati. Trời ơi, vậy đó hả, là đại học cái dễ nhớ hả? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ là em là người luôn lo lắng cho người khác, quan tâm chia sẻ và rất là chân thành, luôn nghĩ những điều tích cực về người khác trước khi nghĩ đến những vấn đề về tiêu cực sau. Rồi, còn điểm yếu của em là chân thành nên là đôi khi là hơi bị vụ lợi, rồi là hơi hiền nhát. Và tình trường như thế nào, trải qua mấy mối tình rồi thầy giáo? Em trải qua 3 mối tình chưa chính thức. Chưa chính thức là sao? Tức là chưa được công nhận. Ai chưa công nhận? Cả hai chưa công nhận. Như thế nào gọi là chưa chính thức, kể thử chị nghe. Dạ là hồi đấy em tốt nghiệp đại học công nghiệp mới ra trường. Em quen một cô bạn, thì cô bạn ấy nhờ em làm đề tài tốt nghiệp ra trường của cô ấy. Thì em làm 2 đề tài, cô ấy cũng quan tâm chia sẻ em, cũng lo lắng em, cũng suy nghĩ, cũng cùng suy nghĩ. Nhưng mà đến khi mà sắp ra trường thì em thấy cô ấy có vẻ là chỉ vụ lợi em ở lúc đấy, và không thật sự là thật lòng với mình. Vụ lợi là vụ lợi như thế nào? Vụ lợi tức là người ta cần mình vào lúc đấy thôi, vào thời điểm đó thôi. Nhưng mà cổ có lợi dụng em gì về tiền bạc kinh tế gì không? Dạ không. Nghe vụ lợi hết hồn, tôi tưởng đâu là có mất tiền mất bạc gì. Thiệt tình. Mất cái trinh tiết không? Trời ơi, dùng từ vụ lợi tôi nghe tôi tưởng đâu là bị mất tiền mất bạc gì, ai lợi dụng mình, có nghĩa là người ta gọi là chơi qua đường mình đó, phải không? Dạ. Mối không chính thức nữa là như thế nào? Em ở OT đại học thì em quen một bạn đó, thì bạn đó đã đi quen với người khác cùng trường. Dạ. Rồi, tình trường của em sao em? Hồi lúc trung học á, em có quen một bạn, nhưng mà do tuổi trẻ nó còn nhỏ quá cho nên là chưa có đủ chín chắn, thì quen được mấy tháng thì chia tay. Rồi sau đó em đi làm, em cũng quen được cái anh đó, làm chung công ty. Nhưng mà chắc là cũng do là mình thương người đó nhiều hơn, cho nên là sau này suy nghĩ lại thì thấy cũng người đó cũng không có thương mình như mình nghĩ, cho nên là em cũng chia tay. Dạ. Là từ đó đến giờ là em cũng không có tin vào cái tình yêu nữa. Là từ đó đến nay là chắc cũng 5-6 năm gì rồi. Làm gì quen cái anh đó có gì không mà làm gì mà không tin vào tình yêu ghê vậy? Dạ, tại vì lúc nào em cũng đề cập tới vấn đề là đi tới tương lai. Nhưng mà ảnh thì ảnh lúc nào cũng thử cho qua chuyện hết á. Mối quan hệ đã kéo dài bao lâu? Dạ thì quen cũng được 2 năm. 2 năm là cũng lâu mà. Dạ. Vậy thì em có tìm hiểu lý do là tại sao anh ấy không muốn, chưa muốn dứt khoát, chưa muốn tiến tới? Chắc có lẽ là em là cái người thay thế của bạn gái cũ. Có nghĩa tình yêu đối với anh là một là chưa đủ. Dạ. Chứ không phải lúc đó bắt cá hai tay. Đúng không rồi. Phải đúng không? Mà là tại vì em tới sao và anh chưa có quên được cái người cũ như tình. Dạ. Cho nên anh cảm thấy chưa có chín mùi được. Dạ. Rồi ai là người nói chia tay? Cái lúc đó là gia đình ảnh cũng có xảy ra cái biến cố, thì em cũng ít có chia sẻ với ảnh, em ít có quan tâm hơn. Cho nên là cả hai bên không ai nói chia tay hết, không có nhắn tin qua lại, thì em nghĩ là ảnh không còn thương mình nữa, thì cũng không nói là chia tay là tự nhiên, cứ là nhạt dần. Dạ. Thôi sau đó có khi nào có cơ hội gặp nhau lại nữa không? Dạ thì cũng có làm chung á, thì cũng qua lại, nhưng mà cũng coi như bạn bè thôi, đâu có gì đâu mà phải mất cái niềm tin vào tình yêu. Khi nào người ta bị gì lừa gạt, bị gì kia, còn mình là tình yêu mình nó bị nhạt quá. Khi mà em gặp đúng cái người mà hai bên yêu nhau thật sự nó rất vui lắm, cuộc sống nó lý thú lắm, tình yêu nó đẹp lắm. Cho nên mình đừng có gì nản lòng hết, mình cái duyên mình chưa có tới thôi ha. Khi nào nó tới là mình đỡ không kịp luôn á nha.
Rồi thì bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, cái mẫu bạn trai của em á là cái thứ nhất là không có hút thuốc, trưởng thành hơn, với lại phải biết chia sẻ với mình. Có hút thuốc không? Dạ, em chưa bao giờ hút thuốc bao giờ. Chưa bao giờ hút thuốc. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Em mong người bạn gái là biết, cũng biết quan tâm, chia sẻ và biết lo lắng và biết đặt tình thế của mình vào những tình huống mà cần thiết cho cuộc sống. Trung thủy và ở ngoài hình thì cao cũng khoảng tệ nhất thì 1m55 cũng được, nhưng mà hơn 1m6 nữa thì em cao mét mấy? Dạ em cao 1m74. 74, nó muốn là từ 1m55 trở lên. Dạ. Có cái hình mẫu lý tưởng không? Dạ có, em hay dậy sớm nhưng có hay coi biên tập viên Minh Hà, biên tập viên Ngọc Trinh. Đây hả? Nào thử coi. Mà hình mẫu lý tưởng đây hả? Vậy là thích tóc dài phải không? Đó, hình mẫu lý tưởng của ảnh đó, em coi coi em được nhiêu phần trăm ở trong chẳng. Mấy chị này đẹp quá, chắc em không được 20% nữa. Cái đó ảnh ước mơ thôi em. Đó là mô hình thôi. Mô hình của em. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Bây giờ cho hình hai bạn tôi coi nè. Rồi tìm đi, trông hơi mờ nha. Bốn cô có cô trọng á. Này em về lấy kính lúp rồi rọi. Chị không thấy rồi đó, mắt chị kém rồi. Em cũng không hình dung ra được luôn. Cô này vậy chứ. Lý do tại sao chọn cô đó? Cô ấy cũng cao. Cao ha, cao nhất trong đó đó. Rồi, tôi kiếm ra được, tôi chết liền đó, tôi không nhìn thấy gì luôn á. Thôi khỏi nhìn trong hình đi em, bây giờ mình nhìn ra ngoài đi nè. Rồi, mời các bạn nhìn về phía trái tim. Chào bạn. Em có món quà mặt. Trời ơi, cao dữ vậy trời. Mình không có. Rồi rồi. Mày quà gì vậy cưng? Mở ra coi. Dạ, em cũng lần đầu em tặng cho bạn trai cho nên là em tặng cho bạn cái dây thắt lưng á. Ý nghĩa của cái dây này là nói là cái sự gắn kết tình cảm giữa hai người với nhau. Nếu như mà em với anh có thể đến được với nhau thì nó cũng như là cái dây thắt lưng này á, sẽ gắn kết tụi mình lại với nhau. Nó giữ được cái quần á, nó giữ được cái quần á. Đúng không? Dạ. Đúng không thầy? Dạ. Rồi bây giờ lanh lên chút xíu nha, cơ hội nha. Ấn tượng đầu tiên của nhìn bạn gái, thấy bạn gái như thế nào? Đẹp hơn trong hình. Rồi có giống được bao nhiêu phần trăm với mẫu mấy cô hình mẫu lý tưởng của em? Hơn 60%. Hơn 60%. Rồi bây giờ hai bạn hãy trò chuyện với nhau thật là tự nhiên. Một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại ha. Bây giờ mời hai bạn thưởng thức món ăn của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất ngon, rất đặc biệt của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Đây là món cháo cá lăng. Rồi bây giờ bạn trai sẽ mời bạn gái ha, ra lăng ha. Nha thầy, thầy giáo. Ít phút thôi chị Tường sẽ quay lại, cơ hội để mình lấy lòng được bạn gái. Đồng ý không? Chia sẻ tâm sự, hỏi cho rõ quan điểm về tình yêu, về hôn nhân. Muốn cái gì thì nói cho hết, cơ hội không có nhiều đâu nha. Ok, mời hai bạn, ngon miệng, chúc mừng. Chào bạn. Anh em đi, bạn à, đi. Em coi như đi làm là có sai nhà không? Dạ có, nên thì nói sai cũng không sao, tại vì đi cũng khoảng nửa tiếng. Còn anh thì anh làm ở đó thì bán tạp hóa hả anh? Dạ. Mình có làm thêm gì không anh? Dạ có người cần có nhu cầu dạy thì dạy. Rồi cái công việc của anh đó, cái thời gian sắp xếp á, ví dụ như là đi chơi này kia có nhiều không anh? Hay là mình tập trung mình đi làm thôi? Dạ cũng có thời gian rảnh. Thì nếu mà em thấy rảnh giờ nào thì mình có thể tập. Dạ. Thời gian của em cũng nhiều nhưng mà em thì cũng ít có đi đâu, đi chơi, đi bời này kia lắm. Ví dụ như tối đi làm về là quay quần với gia đình thôi. Anh thấy cũng chỉ quay quần bên gia đình thôi. Dạ. Tại vì gia đình là cái niềm vui của mỗi người mà. Này, anh ở đây với bố mẹ với anh chị em đầy đủ ha anh? Dạ. Còn mẫu bạn trai của em thì như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi, nói chung là bạn trai em mà nói chung đi tới chỗ nào mà hoạt bát vui vẻ là được, hòa đồng với mọi người cũng như em vậy đó. Em đi tới đâu là cái loại hoạt náo viên ở đó. Thầy giáo tao lịch sự ơi. Hình như em cảm thấy là anh ít nói không? Dạ đúng rồi, không sôi nổi, tại vì là anh học ngành khoa học công nghệ thì nó chỉ ở trong phòng phân tích á, nó hơi khô khan và ít ít
đi tiếp xúc với nhiều người. Mà nhiều khi em nóng quá, anh có dung hòa được cái tính đó của em không? Cái đấy chắc được. Tại vì em quen á, có một số người á, nói là bạn bè hay là gia đình gì cũng vậy đó, mày nóng quá không ai chịu nổi mày hết, hay là mày khó tính quá. Còn đôi khi anh hỏi em là đôi khi em có hay ghen không? Em cái đó là em số 1 luôn. Nếu mà bạn trai em mà không có rõ ràng trong cái mối quan hệ á, là em sẽ hỏi tới cùng. Cho nên là em mong cái người bạn trai của mình á, sẽ chia sẻ với em những cái gì mà cái quan điểm hay là những cái gì mà có những cái bạn khác giới này kia. Đôi khi nếu có trường hợp này thì em có gan, ví dụ như là em thích một anh chàng nào đấy ở trong xóm, mà bây giờ cái anh nhờ một cô nào đó chở đi quá gian về nhà, thì em có phân biệt được những chuyện đấy không? Ví dụ như mà lâu á, tình cờ á, thì mình quá gian về thì không sao, nhưng mà nếu mà cái vấn đề nó cứ mỗi ngày là có chuyện với em á. Dạ, dạ. Không, cái gì thì nó vượt đèn đỏ quá thì là không tốt rồi. Còn cái, khi nào mà người ta bật đèn xanh thì mình nghĩ là làm cái vấn đề đấy thôi. Dạ, nhiều khi mấy anh nó đâu có bật đèn xanh cho mình thấy đâu anh. Giấu hay lắm. Khi con người ta thì đôi khi nhiều người người ta đắp mặt nạ để sống mà. Dạ, đúng rồi. Hay quá, có cái câu đắp mặt nạ để sống, nghe thầy giáo nói được vô liền. Ít nói mà nói câu nào cũng chắc cú câu đó ha. Rồi nãy giờ thì nghe hai bạn nói chuyện ha, thì cũng có thể hiểu được thêm được cái suy nghĩ tính cách của nhau. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Em gái của em, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bố em. Ồ, thế bây giờ mình sẽ mời người thân vào để mình hỏi thăm ý kiến của người thân như thế nào nha. Rồi, dạ con mời bác vô đây ạ. Mời em vô đây. Dạ cháu chào bác ạ. Dạ bác khỏe không bác? Hey, xin cảm ơn. Dạ, tôi rất khỏe. Dạ nhìn bác là thấy khỏe rồi, rất là phúc hậu luôn. Thế hôm nay bác đến xem con trai của mình đi tìm cái tình yêu ha. Yeah. Thì nãy giờ bác nghe cái câu chuyện của hai bạn, bác chứng kiến nãy giờ thì không biết là hiện tại cái suy nghĩ, cảm xúc của bác như thế nào ạ? Tôi cảm ơn cái chương trình này. Dạ. Yeah. Đã cho con trai tôi và người bạn đang gặp gỡ của nó. Tôi cũng đã lắng nghe thì hai cháu nó nói chuyện với nhau. Tôi thấy là trong tương lai á, mà nếu cứ đà thế này á, thì tôi thấy đó là một cái sự phát triển rất tốt. Yeah. Tôi cho rằng là một buổi hôm nay, mặc dù đã được chị đã cố vấn rất nhiều cho các cháu nó, nhưng mà tôi cho rằng là hôm nay các cháu nó cũng chưa nói được với nhau gì được nhiều. Hôm nay nó mới gặp gỡ vài câu thôi. Đối với chú chào con gái, thì chú rất là mong là con gái cũng tạo điều kiện con trai của chú được tiếp xúc với cháu và coi cha và tìm hiểu cháu nhiều hơn, để cho các con làm sao mà có thể được đi tới một cái tương lai tốt đẹp. Còn một cái cuối cùng là thì đối với chú và đối với gia đình chú thì thế này, chú chưa được diễm phúc làm bố chồng thì chú cũng rất là khao khát. Thế thì không biết là có phước đức không thì không biết, nhưng mà thầy cũng rất mong điều đó. Và chú cũng nghĩ rằng là cô chú cũng sẽ làm tất cả những cái gì mà có thể làm được, kể cả những sự vị tha nhất, kể cả những gì nhường nhịn nhất. Dạ cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Thật ra là Tường rất là hiểu, đó là cái nỗi lòng của bậc làm cha làm mẹ khi mà thấy con mình trưởng thành, và ai cũng mong con mình có một cái bến đỗ thật là hạnh phúc, thật là vững chắc. Dạ cảm ơn bác ạ. Cảm ơn. Rồi chào em gái. Thì nãy giờ mình lắng nghe câu chuyện của hai anh chị đây thì mình cảm nhận như thế nào? Dạ trước tiên là em con xin chào bác ạ. Dạ. Chào chị Cát Tường và khán giả đang xem chương trình. Em tên là Thiên Kim, là em gái ruột của chị Nhung Ray. Thì nãy giờ em có quan sát á, thì em thấy bạn trai, anh trai đây hiền á. Hiền. Dạ. Cũng đúng với cái mục tiêu của chị em. Mà chị em thì nói chung là cũng hơi khó tính, nhưng mà không phải là xấu gì. Dạ, em cũng mong là hai anh chị cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Có muốn gì muốn hỏi anh rể tương lai không, biết đâu. Thấy ngồi mà cứ rung rung hả anh? Không phải rung. Em thấy anh hơi hiền, hay là chắc là tính cách vậy đó, chị nghĩ chắc là tính cách vậy. Hồi bạn anh hay là thầy anh thì cũng hồi ở trường thì cũng hiền như vậy. Em nghĩ em có đủ cái bản lĩnh, cái năng lực để mà bảo bọc cho vợ con mình sau này không? Dạ có. Nhanh chứ chậm rồi đưa vợ đi đẻ mà chậm quá là sao được, đúng không?
Dạ. Nhanh lên một chút xíu nữa. Bây giờ là mình đang làm dân buôn bán. Nếu mà người ta tới bán đắt quá, tiệm bán đắt quá mà em chậm rồi sao em phục vụ khách hàng kịp? Lanh lên tất cả mọi thứ, linh hoạt bước đi, cử chỉ hành động suy nghĩ cũng phải nhanh lên thì mới theo kịp với thời đại, đúng không? Đúng. Nhiều khi chậm chậm lại là mất cơ hội đó. Chứ mình đừng có nghĩ ồ tại tôi học cái công nghệ cho nên tôi chậm, thì bây giờ mình hết học rồi, mình hết làm rồi, bây giờ mình đi buôn bán rồi thì mình phải nhanh lên. Dạ. Cố gắng lên nha. Vâng. Rồi dạ, cảm ơn bác ạ. À. Rồi cảm ơn em gái nha. Rồi để cho hai bạn sẽ tiếp tục cái cuộc trò chuyện của mình. Đó là ý kiến của người thân mà chị Tường nghĩ nó cũng rất là bổ ích để giúp cho các bạn có thêm những cái suy nghĩ về đối phương. Bây giờ đây là chương trình và có những cái câu hỏi dành cho hai bạn này là vui để mà mình hiểu nhau nhiều hơn hoặc là mình có cơ hội tiếp xúc với nhau. Rồi bóc một lá và đọc lớn lên cho chị Tường. Bạn gái có chấp nhận sống thử cái hôn nhân không và lý do vì sao? Theo riêng quan điểm của em á thì không chấp nhận sống thử, nhưng mà cũng theo cái ý kiến khách quan thì có thể là mình sống thử để biết được cái tính của người đối phương như thế nào để sau này hai người không có bỡ ngỡ khi mà sống chung với nhau. Em thì cũng đồng ý với quan điểm đấy. Người Việt mình thì người Á Đông mình thì không những Việt Nam hay Đài Loan thì người ta không chấp nhận mình sống thử cái hôn nhân, tại vì con người không phải là miếng bánh thì có thể chia được nhưng con người thì không thể chia được. Dạ, đấy là quan điểm của em. Thầy ít nói chứ thầy nói câu nào cũng chắc câu đó nghe. Cũng lập luận lý lẽ rồi, hay lắm à. Nãy giờ nói mấy câu là tôi chịu lắm à. Rồi mời em gái. Con người chứ không phải miếng bánh nha. Bạn nam hãy nắm tay và hát tặng bạn gái một ca khúc lãng mạn. Trời ơi, giờ hát chứ không có đọc mấy cái nãy nữa nha. Rồi mời qua bên đây. Mà xin bạn gái cho nắm tay cái đó rồi đứng hát cho bạn gái nghe. Đứng lên đi em, để em thôi ổng cao lắm, mình ngồi ngước lên. Hai người cùng cao luôn, ghê thiệt, đo chiều cao. Này đẻ con ra cao lắm á. Rồi, xin phép bạn gái nắm tay rồi mới hát. Không phải đứng chầu cờ đâu ông. Xin phép mọi người, xin phép khán giả trường quay. Sau đây em xin hát một đoạn của bài ca sĩ Đức Huy, bài Và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Mà vừa nắm tay vừa hát, nhưng mà phải xin ta. Xin phép được nắm tay. Và con tim đã vui trở lại. Hát cho bạn gái nghe. Tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Bạn gái. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, cho tâm hồn được yêu mãi yêu người thì và thôi. cảm xúc với bạn gái, nhìn cổ chứ không phải nhìn chị. Dạ thưa. Dạ thưa cái gì trời ơi, nói chuyện bạn gái bây giờ thưa. Em là lời rất là vui. Rất là cảm ơn em. Dạ. Dạ, nếu mà em thấy mà có thể tìm hiểu được ấy, thì mình nhờ chị Cát Tường bấm nút luôn. Cái đó là cái chủ kiến của mình mà sao lại nhờ chị Cát Tường bấm nút anh? Tại vì chị Tường đếm mà chị Tường không có bấm. Bấm là hai bạn. Tại vì mình thấy hợp thì mình nên trao cho cơ hội. Dạ. Rồi được rồi, cảm ơn thầy về chỗ. Cũng cố gắng lắm. Thật ra là nói năng thầy nói chuyện chuẩn lưu loát có vẻ hơi rung thôi. Ý là nhờ chị Tường đọc để bấm chứ không phải là nhờ chị Tường bấm, cái ý là vậy, hiểu. Rồi bây giờ vẫn chia sẻ lại ha, chương trình 30 phút ngắn ngủi chỉ để đủ mình gặp nhau thôi, còn chưa hiểu được gì nhau đâu. Quan trọng là bây giờ mình xem cái cảm xúc là mình có thấy cái đối tượng này nó mình có chút nào xao xuyến rung động hay không. Nếu cảm xúc mà nó chưa đủ nữa thì mình phải dùng chút lý trí để mình xét tổng thể gia đình, công việc, cái bên ngoài mình thấy là mình có cảm thấy là cái người này nó tương đối hay không. Mọi thứ đều là tương đối chứ không có tuyệt đối. Nếu cảm thấy được mình cho nhau cái điều kiện để tìm hiểu. Còn nếu mình cảm thấy thôi tôi không thích người này, giờ tôi không muốn tìm, không hiểu, tại vì không phải đối tượng mình muốn, thì mình có quyền không bấm nút. Tại vì mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Đó mới là sự tôn trọng đối phương. Hy vọng mình cứ cho nhau cơ hội nha. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì mình bấm mạnh vào nút, còn không đồng ý thì lấy tay ra. Suy nghĩ thật kỹ từ nãy giờ chúng ta đã chia sẻ những như thế nào, cảm nhận trái tim mình về người đối diện như thế nào. 1 2 3. Đó, thấy chưa, người ta cái đèn bấm mạnh mà hai bạn bấm nhẹ nhẹ. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Hai bạn làm cho trường quay hú hồn. Tay nhau đi, bây giờ thì là nắm tay thật sự. Nhớ những gì chị Tường nói lúc nãy không? Bấm rồi là phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Mình là đàn ông, mình phải chủ động. Không có nói là tôi chậm nữa nha, phải nhanh lên. Hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Trước tiên lấy thông tin nè nha. Lấy vợ phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày gió thổi nó bay. Thầy hiểu câu này không thầy? Thầy có quá không là chết em luôn á. Nha.
Rồi, chương trình gửi tặng em một món quà để làm đẹp nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Kính thưa quý vị, hôm nay thành công rồi, Tường cũng hơi bị áp lực một chút xíu bởi vì anh chàng thầy giáo này hơi chậm so với cô gái có vẻ lanh lẹ hơn. Nhưng cuối cùng thì họ cũng tìm thấy một cái điểm gì đó chung và họ đang hy vọng về một cái tương lai tốt đẹp. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho họ. Và biết đâu, một ngày nào đó không xa họ sẽ báo tin vui cho chương trình cùng với sự chúc phúc của gia đình hai bên cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.